cô và các con lại gặp nhau trong chương trình toán 1. Bài học của chúng ta hôm nay đó là bài cm đo độ dài trang 119. Mục tiêu của bài học là giúp các con biết cm là đơn vị đo độ dài, biết cm được viết tắt đó là cm và biết dùng thước có chia về cm để đo độ dài đoạn thẳng. Chúng ta cùng đến với bài học. Bây giờ các con quan sát đây là một cả thước kẻ cô đã mô phỏng lên. Vậy thì các em cho cô biết là ở trên thước này có những gì? Vậy thì ở trên thước này có là các số đúng không nào? Đầu tiên là có các số này, có các vệt, có các số này, có các vệt này. Và bên cạnh số 0 thì có chữ cm. Vậy thì các số này là tương ứng với đơn vị là cm. Và khoảng cách giữa các vệt thì bằng nhau. Các con thấy này, từ 0 đến 1 thì bằng khoảng cách từ 1 đến 2. cm là đơn vị đó độ dài. Giờ các con thấy này đó, người tên thượng người ta cũng đã ký hiệu. Vậy thì cm là đơn vị đó độ dài. cm được viết tắt đó là cm và hai cái chữ này viết sát vào nhau. Làm thế nào để đo độ dài của đoạn thẳng? Bây giờ có đoạn thẳng như thế này. Vậy thì làm thế nào chúng ta đo được đoạn thẳng này? Vậy thì người ta chỉ có việc đó là làm gì nhỉ? Lấy thước kẻ và chúng ta đặt vào để đo độ dài. Và con nhớ này, đặt vệt không thì trùng vào một đầu của đoạn thẳng. Một đầu của đoạn thẳng, mép thước trùng với đoạn thẳng. Thứ hai là đọc số ghi ở vệt của thước trùng với số đầu kia của đoạn thẳng, viết số đo độ dài của đoạn thẳng. Đây là các bước để các con đo độ dài của một đoạn thẳng. Về đoạn thẳng này dài bao nhiêu mét? Vậy thì khi các con đo lên, vậy thì các con thấy là độ dài đoạn thẳng này là 8cm đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng thực hành đo độ dài các đoạn thẳng. Ở hình đầu tiên, đoạn AB là được 1cm đúng không nào? Tương tự với những đoạn khác, các con thấy là nó dài bao nhiêu thì các con ghi vào ô chấm hỏi này thôi. Đoạn CD thì bằng 3cm và đoạn MN thì bằng 6cm đúng không nào? Chúng ta đến với bài tập 1, viết số thích hợp vào ô trống rồi đọc số đó. Bây giờ các con thấy này, cái thước này mình cho là đoạn thẳng này là bao nhiêu nào? Vậy từ 0 đến 3, vậy thì đoạn thẳng này có độ dài là 3cm, tương tự với những đoạn thẳng khác. Các con cùng quan sát kết quả. Đó là nội dung của bài tập 1 kết quả. Chúng ta đến với bài tiếp theo, đặt thước đúng ghi, đúng sai ghi, ghi thai. Bây giờ các con xem là cách đặt thước như vậy là đúng hay sai. Nếu mà đúng thì các con ghi đúng, mà sai thì các con ghi sai. Các con cùng quan sát. Đó, vậy thì các con quan sát ba cách đặt thước. Vậy thì cách nào đúng nào? Cách đầu tiên là sai đúng không nào? Cách thứ hai cũng sai. Và cách cuối cùng là cách đặt thước đúng. Các con nhớ này, đặt cái đầu tiên về đoạn thẳng đầu tiên phải trùng với số 0 và thước phải thẳng với đoạn thẳng. Như vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các con nhớ xem lại các bài tập, chuẩn bị cho cô bài luyện tập. Còn bây giờ chúng ta mở sách điện tử iBook ra để củng cố thêm nội dung của bài học. Bài 83, cm đo độ dài. Chúng ta cùng đến với bài 83, bài tập 1. 1. Viết. Bài tập 1, viết các con xem người ta cách viết thì các con viết lại theo mẫu thôi. Bây giờ các con cùng quan sát. Chúng ta cùng đến với bài 2. 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm, rồi đọc số đo. Cả con bấm vào nút học sinh làm bài. Như vậy cả con thấy là hình đầu tiên cả thước này người ta đo là bao nhiêu cm nào. Như vậy có 1cm, cả con ghi 1 này. Thì tiếp theo là có tất cả là 6cm, cả con ghi 6. Tương tự là có 3 này. Và cuối cùng là có 2cm. Sau khi làm xong, các con nhớ bấm vào nút kiểm tra. Đó, người ta sẽ chấm kết quả cho mình, cho các con đọc đi. Chúng ta đến với bài tập 3. 3. Đo độ dài các đoạn thẳng, rồi viết các số đo. Các con bấm vào nút học sinh làm bài.
các con lấy thước này, đo đồ da này, mình lấy là điểm đầu là bắt đầu từ độ không này và điểm cuối là chạm với vật tiếp theo. Như vậy là điểm đầu bắt đầu không, như vậy hình này là có 4 cm đúng không ạ? Đây các con nếu muốn chắc chắn thì mình có thể đo lại này. Chồng đầu tiên là số 0 và cuối cùng là đến vật cuối cùng. Như vậy là đầu tiên có 4 cm thì con kỳ 4. Tương tự với những bài còn lại các con lấy thước để đo. Chúng ta đến với bài tập 4. 4. Đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm. Các con bấm vào nút học sinh làm bài. Các con lấy thước để đo nào. A là ngang trục một chỗ không này. X ngang điểm B là như vậy là độ dài AB là 3 cm, các con ghi kỳ 3. Tương tự kéo cái thước xuống mình thấy là C, điểm C là 0 này. Điểm D là các con được 2 cm đúng không? CD là bằng 2. Rồi là DE. DE bằng 4 đúng không nào? Như vậy độ dài đoạn thẳng này là mình đo lại như vậy có 6. CE là được 6 cm. Sau khi làm xong các con nhớ bấm vào nút kiểm tra và lưu lại bài. Hiện nên bạn đã lưu thành công là ok. Rồi các con tắt khỏi chương trình.